Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em tuân lệnh Thầy truyền, anh em sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với anh em điều đó để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng sống mình vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu của Thầy vì anh em thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha thì Thầy đã nói cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và đã cắt đặt để anh em đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái của anh em tồn tại. Để những gì anh em xin nhân danh Cha Thầy thì Người sẽ ban cho anh em. Thầy truyền cho anh em điều này là anh em hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thứ năm trong tuần vừa qua chúng ta đã nghe cái đoạn tin mừng này, và ngày thứ sáu cũng vậy. Hôm nay giáo hội lặp lại để cho chúng ta thấy tầm quan trọng của điều luật mới của Chúa Giêsu. Chúng ta đọc trên báo, chúng ta xem lại trên hình ảnh của truyền hình, tin tức ở khắp nơi. Chúng ta thấy dường như con người hôm nay đang đối xử với nhau quá hung hãn, quá nóng nảy và thiếu lòng nhân ái. Giống như nó trở thành một cái gì thường xuyên xảy ra, lại được cổ động bởi những phim ảnh bạo lực. Cho nên, tử tế, nhân ái là những món hàng rất hiếm thời hôm nay. Những bài giáo dục công dân ở đâu hết rồi, không biết. Những bài nói về sự tử tế với nhau, không thấy ai dạy. Con người có còn nhớ mình là hình ảnh của Thiên Chúa nữa không? Chắc không. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà sống không có tình yêu là không phải hình ảnh Thiên Chúa. Nếu như con người thời đại nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng, hãy nhìn lại chính mình, mình có là hình ảnh của Thiên Chúa không? Cha, mẹ có là hình ảnh của Thiên Chúa đối với con cái không? Ông bà cũng vậy, có là hình ảnh của Thiên Chúa đối với các cháu chắt của mình không? Hôm nay Chủ nhật thứ sáu Phục Sinh cũng được gọi là Chủ nhật của tình yêu, nhưng thường lại rơi vào lễ các bà mẹ. Tôi tin rằng không có người nào có lòng yêu thương thiết thực, cụ thể nhất bằng các bà mẹ yêu thương con mình. Chính vì vậy, tôi sẽ đọc một cái trích đoạn sau đây. Tôi nghĩ rằng nó có lợi cho mình. Cái tựa đề tôi nhận được từ ngày 6 tháng 11 năm ngoái, khá lâu rồi, tôi để dành hôm nay. Yêu thương là thần dược chữa bệnh. Cái tên nghe hay quá. Có thể quý ông bà chưa tin, nhưng nghiên cứu rất mới năm ngoái ở tại Mỹ và tiếp tục cho tới hôm nay cho thấy điều mà tế bào ung thư nó sợ nhất không phải là chemo hóa trị hay bất kỳ loại thuốc nào, dù là 500 đô một viên, tế bào ung thư coi thường. Nhưng
nó sợ một thứ tình yêu. Sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, có khi đến Mỹ để chữa bệnh, tiến sĩ David Hawkins, một bác sĩ nổi tiếng tại Mỹ, cho tới giờ này vẫn nổi tiếng, ông nói ông chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân thôi, nói vài câu thôi, ông biết vì sao người đó bị bệnh. Bởi vì trên cơ thể người đó không xuất hiện hai chữ yêu thương, thay vào đó là những chữ khổ, hận, giận, hoán, hờn, và toàn là phiền muộn. Có lẽ ông thoạt nói thì người ta không tin. Điều này khiến nhiều người trong chúng ta nói cái này đang khoa học lại nhảy vào phương diện tâm linh. Phải cái gì dựa trên cơ sở khoa học chứ? Rồi, sau 20 năm nghiên cứu, ông mới dám công bố. Tiến sĩ Hawkins đã phát hiện ra ý nghĩa của cái bậc thang chỉ số rung động trong cơ thể mỗi người. Nó có thể có rung động bậc 1 cho tới 1000. Cái tần số rung động này mà mình gọi là từ trường, mà mọi người đều có. Từ xưa người ta đã tin điều đó. Bây giờ với phương diện khoa học tân tiến, người ta đo được. Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay mắc bệnh. Đó là những người có tần số rung động dưới 200. Rất nhiều người bị bệnh vì không được ai yêu thương và không thương được ai. Hai điều, yêu và được yêu, thương và được thương. Ở nơi họ chỉ thấy cô đơn, nỗi khổ, phiền muộn và xa lánh, không muốn tiếp xúc với ai. Cái phát hiện mới nhất tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất chính là tình yêu thương. Từ góc độ y học, chứ không nói trên phương diện tâm linh, tiến sĩ Hawkins cho rằng ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. Vì ông đã từng làm bệnh án cho hơn 1 triệu người, đủ các chủng tộc khác nhau trên thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống hệt nhau. Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ ít bệnh hơn, và càng cao càng khó bệnh. Những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có gì? Gồm có những tần số của những con người thích quan tâm đến người khác, có lòng từ bi, không chấp nhất, có sự nhân ái bên trong và tâm hồn luôn hướng thiện. Cao hơn nữa nếu họ có lòng bao dung, độ lượng. Nói tới chữ bao dung làm tôi nhớ đó. Mấy quý vị chắc thường xem phim ông Bao Công đó. Vậy là bố của ông Bao Công tên gì? Thân phụ Bao Công, đó đâu phải tên. Tên bố của ông Bao Công là Bao Bố. Tôi đặt ra đó chứ không phải đâu. Vậy thì em Bao Công là gì? Em gái đó. Bao Dung, tức là bung dao ra. Đây là điều mà những người có tần số rung động cao có thể đạt từ 400 đến 500. Mặt khác, những người có tính hay cao có, căm ghét, phẫn nộ, chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác thật nhiều, luôn nghĩ đến tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác, có tần số rung động dưới 200 và có khi dưới 10. Đó là nguyên nhân sẽ dẫn đến các bệnh như ung thư, tim mạch. Lý luận cho điều này, tiến sĩ Hawking cho biết những người hay oán giận, hay chỉ trích, tần số của họ sắp xỉ 30, cao lắm là 40. Trong quá trình trách móc người khác, các tiếng tuyến nội tiết nó sẽ tiết ra những việc, những cái chất làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ, phá hoại các cơ quan bên trong của họ.
những người này có nguy cơ mắc bệnh và rất nhiều loại bệnh khác nhau. Tiến sĩ cho biết, ông biết chỉ số cao nhất mà máy đo là 1.000, thấp nhất là 1. Ông cho biết trong cuộc đời của ông chưa gặp ai có tần số 1.000. Nhưng những người mà ông bị ấn tượng lôi kéo là những người đạt từ 700. Năng lượng trong cơ thể của họ rất dồi dào. Khi người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến cả cái khu vực chung quanh họ đứng. Lấy ví dụ, khi bà Teresa ở Calcutta, lúc đó còn sống, chưa gọi là thánh, đi lên để nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, không khí cả hội trường, ai cũng cảm nhận giống nhau, đều có tần số rung động rất cao. Mỗi người được lây và được tăng thêm lòng nhân ái của bà Teresa. Bởi vì cả hội trường giống như chìm ngập trong một cái không khí tốt đẹp, cảm động, bình an, vui tươi từ cái người đàn bà đó. Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật chung quanh trở thành đẹp hơn. Với chính họ, nó cũng đẹp hơn. Còn với người có suy nghĩ tiêu cực, từ chối yêu thương, không chỉ làm tổn hại cho chính mình mà còn làm cho từ trường xung quanh bị xấu đi. Ông cho một ví dụ cụ thể mà mình có thể kiểm chứng. Ông nói, nghệ sĩ violoncello của Nhật nổi tiếng thế giới là Son, khi bị bệnh ung thư, các bệnh viện ở bên Nhật xác nhận ông chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Mặc dù ông đã không ngừng chiến đấu, uống thuốc, tập đủ loại. Cuối cùng, người ta bảo cho ông tập đừng chấp nhận, đừng có chấp, cố chấp nữa. Hãy tập yêu thương đi. Bây giờ ông nói tôi yêu thương ai? Tôi sống một mình. Cha mẹ cũng không còn nữa. Anh em không có. Vợ con chưa có thì làm sao yêu thương? Thế là ông quay lại, ông suy nghĩ và ông yêu thương từng tế bào ung thư của ông. Ông nói chuyện với nó, cứ mỗi lần ông sực nhớ, ông nói cảm ơn nhà ngươi, cảm ơn tất cả các tế bào trong người ta. Tôi thương các vị. Các vị là một bộ phận trong người của tôi mà. Và ông lạc quan với từng câu nói của ông. Ông thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư đã cho ông học được bài học này. Mà ông không nói trên môi miệng, ông vui vẻ và ông tỏ lòng yêu thương thật những cái đang đau bên trong. Ông nói lúc đầu, cảm giác này thật tuyệt vời, tôi cũng không tin. Rồi sau đó, ngày này ngày nọ tiếp tục, tôi quyết định yêu mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người, mỗi sự việc, mỗi ngọn cây, mỗi đóa hoa. Kết quả hết sức bất ngờ, nằm ngoài sức tưởng tượng của các bác sĩ và bệnh viện ở Nhật. Ông lành bệnh, đi khám lại, không còn một dấu vết gì về ung thư. Sau này, hiện nay, ông trở thành bác sĩ trị liệu ung thư nổi tiếng ở Nhật theo phương pháp của ông. Thưa quý ông bà, anh chị em, cái bản tin này của Hawkins, ai tin thì tin không sao, nhưng mình cứ công bố lên. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là do lòng yêu thương. Tôi nghĩ chắc nó không sai ha. Rồi, bây giờ nhân ngày Hiền Mẫu, tôi nói lại câu chuyện mà tôi nói với các em thiếu nhi lâu rồi để kết thúc. Có một vị thiên thần sắp được gửi xuống trần gian, đang vui chơi trên thiên đàng, thật nhẹ nhàng thư thái, thật vô tư, dùng đúng chữ đó, không có lo lắng gì hết. Thì Thiên Chúa nói với thiên thần đó, con sắp được gửi xuống trần gian nha. Mà thiên thần giật mình, chừng nào? Chúa nói ngày mai. Con chuẩn bị chưa? Làm sao con xuống trần gian được khi mà con nhỏ xíu và không làm gì được cho mình?
hoàn toàn bất lực, con không làm gì được hết, yếu ớt lắm. Chúa trả lời, đừng có lo, con là thiên thần nhỏ, ta sẽ lựa cho con một thiên thần trưởng thành đi theo con, đang đợi con ở thế giới bên dưới đó. Và khi con xuất hiện thì thiên thần trưởng thành đó sẽ chăm sóc cho con. Nhưng mà ở trên thiên đàng con đâu có phải làm gì, con chỉ cần cười với hát, cứ ọ ẹ thôi là vui rồi, hạnh phúc rồi. Con đừng lo, Chúa bảo thiên thần đó cũng sẽ cười với con, hát cho con nghe, chăm sóc con, truyền hơi ấm cho con. Con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà làm sao mà con hiểu được những gì thiên thần đó nói và loài người nói? À, con đừng lo, thiên thần đó sẽ chỉ cho con từng tiếng ABC đầu đời với hết sức kiên nhẫn và tình thương. Nhưng mà làm sao, rồi mỗi lần con nhớ Chúa làm sao con nói lại nói chuyện với Chúa được? Chúa trả lời, không có đâu, thiên thần đó sẽ chỉ cho con cách chắp hai tay lại để nhớ đến ta, lúc đó con sẽ gặp ta. Nhưng mà rồi giữa trần gian con nghe nói nhiều người hung hãn lắm, làm sao mà có ai để bảo vệ con? Con quên rồi, thiên thần đó sẽ bảo vệ con, kể cả dám hy sinh mạng sống nữa. Vậy à? Nhưng mà rồi con sẽ không thấy Chúa nữa, chắc con buồn lắm. Không sao, cứ mỗi lần con nhìn thấy thiên thần của con sẽ thấy ta. Chúc con lên đường bình an. Cái lúc đó có tiếng kèn luôn, để mà tiễn đưa nó. Thiên thần, vị thiên thần bé mới quay hỏi, Chúa mà con quên hỏi tên vị thiên thần đó, rồi làm sao con biết người thiên thần đó là ai? Chúa nói vói theo khi mà xe bắt đầu chạy, đừng lo, don't worry, you just call your angel, mommy. Đừng lo, con chỉ gọi vị thiên thần đó là mẹ, má, mâm, u, cái gì cũng được, me cũng được. Và cái vị đó sẽ lo cho con. Tôi thấy hay thật. Đúng, không có ai cảm nghiệm tình thương đứa con thực tế bằng người mẹ. Cho nên kết luận, nếu chúng ta tin rằng thiên đàng là ở lại trong tình yêu của Chúa, tôi biết ai cũng tin điều đó, và ở lại trong tình yêu của các thần thánh trên thiên quốc, cũng như trong tình yêu của tâm hồn mỗi người, thì việc giữ điều Chúa truyền hôm nay là cần thiết để ở lại trong tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ ở lại trong tình yêu của Chúa, tức là cũng sẽ ở lại trong tình yêu thương của nhau. Chúng ta sẽ trung thành với Chúa, và như vậy cũng sẽ trung thành trong các quan hệ với nhau. Xin cho chúng ta hiểu được, tuân giữ các điều răn của Chúa, nhất là điều răn Chúa truyền trong Thánh Gioan hôm nay, là hãy yêu thương nhau để cuộc đời mình được hạnh phúc. Đó chính là thiên đàng nơi trần thế. Bây giờ mình chưa nếm được thiên đàng, mai sau. Nhưng nếu ai giữ giới răn Chúa, sống trong tình yêu thương với Chúa và với nhau, tôi tin rằng người đó luôn luôn đang sống trong thiên đàng, mà mình gọi là thiên đàng trần gian. Sẽ không có hỏa ngục nữa, mà là đi đâu cho dù gian truân vẫn cảm thấy rằng mình được Chúa yêu thương, người khác yêu thương, và mình được tự do để yêu thương lại. Cảm ơn Chúa trong ngày hiền mẫu hôm nay, xin ban cho tất cả các bà mẹ, dù là con lớn rồi, tôi tin rằng các bà vẫn xem đứa con như em bé vậy. Tôi cứ nhớ bà Tư, má cha Thúy. Mỗi lần tụi tôi nhắc tới cha Thúy thì bà nói thằng Thúy. Đối với bà, cha Thúy vẫn là thằng bé. Cái thằng Thúy, cứ thêm cái chữ cái vào nó. Đó là ngôn từ của một bà mẹ. Và tôi tin các bà ở đây cũng vậy. Người con lớn
trần ngần rồi, tôi dùng chữ trần ngần, nhưng trước mắt các bà vẫn là con mình. Mình đã từng sinh nở, bồng bế, cho bú mớm, vân vân. Và là đứa học sinh đầu tiên đi học trường đời. Và mình là người hiệu trưởng, kim luôn giám học, kim luôn cô giáo, kim luôn y tá, kim luôn băng teller, kim hết mọi thứ luôn mà không cần bằng cấp, vẫn làm được. Xin chúc các bà một ngày hiền mẫu thật bình an, hạnh phúc.